Spoiler One Piece 1079 Xanh hạ kít quá dễ dàng, dâu đen đến ếch hết Hi, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Top Manga Như đã biết thì tình hình các mặt trận trong One Piece đang diễn ra rất căng Ngoại trừ bất thì ba tứ hoàng còn lại đã có hành động mạnh mẽ Xanh đụng độ kít, dâu đen đụng độ lo Và hai người này đều muốn có được clip từ hai captain trẻ tuổi trong khi đó, Luffy và đồng đội đang gặp những khó khăn thật sự lớn ở đảo hết khi mà hải quân đã cử đi một lực lượng khổng lồ với sự dẫn đầu của đô đốc Kizaru và trưởng lão Satan với mục đích tiêu diệt Luffy cùng với Vegapunk. Một người là Tứ Hoàng, người kia sở hữu bộ não to nhất nhân loại và còn đang nắm giữ nhiều bí ẩn về thế giới. Những tưởng các vấn đề trong trang 1079 sẽ xoay quanh các vấn đề ở hết vì tình hình nơi này tương đối rối ren và đã có một số sự hy sinh nhất định. Nhưng Oda nhà ta không làm thế, tác giả đã biến trang 1079 trở thành chương truyện bùng nổ nhất từ đầu năm 2023 đến giờ. Tại sao lại như vậy? Cùng xem spoiler có gì nhé. Trang bìa chắc này là phần kết của câu chuyện chuyến du ngoạn không cảm xúc. Nói chung là diễn biến phụ mà thôi, bỏ qua luôn và vô đoạn hay nhất. Trước mùa 1079 có tiêu đề là Băng hải tặc tứ hoàng tóc đỏ. Ngay thôi đã thấy lưng lưng một cảm giác khó tả anh em ạ. À. Cái tên nói lên mọi thứ. Vâng, spotlight của trang này là chú tôi. Như đã biết thì chú xanh đang đánh nhau với chủ tịch Kit. Nhiều fan của chủ tịch đã dự đoán anh chàng sẽ gây được khó dễ cho tứ hoàng tóc đỏ. Nhưng đến khi tớ nghe khứa Killer nói trận đánh trước, họ còn chưa thấy được sợi tóc của xanh có thật sự là màu đỏ hay không, thì tớ đã thấy có điểm rồi anh em ạ. À. Và đúng như sự lo lắng của tớ, trong trang này, chủ tịch Kit đã đại bại trước xanh tóc đỏ. Người đàn ông được cả tứ hoàng Kaido tôn trọng và xếp ngang với Ross, Roger, dâu trắng và Odin. Không thể tin được là xanh và sấp mặt một kẻ có truy nã 3 tỷ nhanh đến như vậy. Và sự bất lực của Kit thì đã chứng minh hai điều. Thứ nhất, việc Lo và Kit có truy nã ngang với tứ hoàng Luffy không đồng nghĩa họ ở đẳng cấp đó. Khả năng cao là đúng như dự đoán của nhiều bạn mà mình thấy có comment trong một số video. Đó là chính phủ cố tình để ba truy nã bằng nhau nhằm phân tán sự chú ý của người dân. Vì Luffy đang sở hữu Nika, đó không chỉ là một trái ác quỷ hack game mà thần mặt trời còn nằm trong tín ngưỡng và là vị thần được nô lệ cũng như một số bộ tộc tôn thờ. Thứ hai, lo có thể sẽ nhanh chóng bại trận giống với Kit vì lần cuối ta thấy anh chàng là lúc Khứa đen nghiêm túc dùng đến cái Yami và Gura. Có thể lo quẩy được là vì anh điềm tĩnh, còn đen lại thuộc tiếp chủ quan đầu game. Trận nào hắn cũng đánh ngáo ngơ ở đoạn đầu, chứ lên game thì mạnh như Florentino lên full down. Kiểu này thì cũng căng cho anh luật, giật sử tích hiện giờ còn kém hơn xanh một tí. Vậy nếu tóc đỏ mất một tiếng để hạ kit thì dâu đen chắc cũng mất 7-80 phút. Mình lấy ví dụ là như thế để anh em thấy được tin tức về sự thất bại của lo sẽ đến sớm mà thôi. Spoiler cho biết xanh đã dùng một đòn tên là kamurasaki để đánh bại kit trong khi dori và brogi thì phá hủy tàu của băng ve chai băng kit giơ tay đầu hàng và giao ra bản sa mà mình nắm giữ tuy mình cũng khá thích kit bởi độ ngầu lòi khi chiến đấu của anh ta nhưng phải công nhận là kit khá cố chấp và có phần ảo game cứ cho là anh ta tự tin bản thân đã mạnh lên nhưng có vẻ kít không quay lại nhìn đồng đội của mình dù anh đã trụ được với xanh lâu hơn nữa thì killer và những người khác cũng sẽ sớm gục ngã rõ ràng lựa chọn chiếm máy băng tóc đỏ là quá sai lầm với việc dory và brogi phá hủy tàu của băng ve chai thì khả năng cao là chủ tịch sẽ không được tóc đỏ tha thứ dễ dàng như lần trước chưa rõ là tay chân Kit có thiếu đi cái nào hay không, nhưng chắc chắn là anh sẽ bị tống vào một nhà tù nào đó ở Elbat chẳng hạn vì phá tàu là minh chứng cho việc xanh không muốn tha cho Kit Nhưng không sao, vì sớm muộn Luffy cũng sẽ đến Elbat. Khi đó cậu ấy nói giúp vài câu để họ thả Kit Quả này chủ tịch sai quá anh em ạ. Một lần nữa phải công nhận xanh đáng sợ thật sự. Đánh kẻ có truy nã ba tỏi mà win nhanh đến vậy. Đến với diễn biến ở XH, York đã biết chính phủ phản bội lời hứa với cô ta, cho nên bản thể này mới ra lệnh cho Seraphim giết hết không tha và chỉ giữ lại tính mạng cho Vegapunk. Theo tình hình này thì phản diện York sẽ sớm rời sân vì cô ta không mạnh, chỉ dựa vào Seraphim và đầu óc. Hải quân mà đến thì quyền điều khiển Seraphim cũng mất, York có thể sẽ phải chịu báo ứng cho hành động của mình. Gần đảo ếch hết, chúng ta thấy lấp ló một con thuyền. Ai thế kia? Hải quân chăng? Không, đó là băng dâu đen. Oda pha này khiến độc giả xoay như trong chóng. băng dâu đen đã tham chiến. Vậy phải chăng, thứ mà Tich không muốn để rơi vào tay hải quân chính là vây cập băng hoặc thứ gì đó trên đảo. Spoiler không tiết lộ Tich có trên thuyền hay không. Cái này chắc là tỷ lệ 50-50 thôi anh em ạ có thể Jordan hạ lo xong và quay xe đến ếch Cũng có thể giống với vụ ở đảo bánh, Tích chỉ cử lính đi mà thôi. Và ta không thấy Sirius Mưa đi cùng Aokiji và Van Orga. Cũng không thấy hắn đi cùng với Tích. Nên biết đâu tên này là kẻ chỉ huy con tàu kia. Hắn đến bắt tiến sĩ hoặc chiếm đoạt thứ gì đó ở hòn đảo công nghệ. Rõ ràng sự xuất hiện của băng mũ rơm ở ếch là điều bất ngờ. Cả hải quân cũng không đoán biết được. Jordan cũng tương tự, hắn không nghĩ Luffy đến đây nên chỉ cử đám đàn em đi mà thôi có điều Alkyz cũng không thấy đâu sau vụ ở đảo bánh ta chỉ mới thấy Og và Pudding có khi trên con tàu kia là Alkyz và Sirius tóm lại là có hai khả năng thứ nhất là Tich trên tàu cùng với một số đàn em khác thứ hai là chỉ có các chỉ huy vì đen không ngờ Luffy đến ít hết các chỉ huy đó sẽ bao gồm Sirius người không tham gia hành động nào gần đây của băng và Kuzan, người không thấy đâu sau lần đi cùng Og anh em nghĩ khả năng nào là đúng hoặc mong chờ khả năng nào xảy ra hãy comment bên dưới phần bình luận nhé. Phần cuối video là chuyên mục quảng cáo. Bạn nào có nhu cầu để coi phòng ngủ hay góc học tập và làm việc, có thể ghé qua shop tranh OV chuyên các sản phẩm tranh in hình anime cực đẹp và chất lượng. Link mình ghim ở phần mô tả. Cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Chúc anh em một ngày tốt lành. Bye bye.